chế ảnh thôi. Chế ảnh thôi. Good night.
dùng thành công mẹ. Shop ở đâu? Ôi phần ngầu sữa sữa đúng không? Cái phong chữ sữa sữa tươi quá. Kiểu kiểu mình không mong chờ tự nhiên nhận được cái ô lương thì quay bên Nhật đi. Cũng được nhưng mà vấn đề
quay Nhật anh phải tìm hai ba cái cưới nữa để cho giống tiệm cưới chút. À, hôm qua mày bị bác cái này lên luôn á, hôm qua à cái ba tao mượn con mai ơi ba mượn máu cưới rồi sau đó nhờ cái thằng kia nó mà xét đèn lung linh được phải không? Không hả? Đèn lung linh là sao? Không biết, biết là ảo ảo xíu thôi, phải là đèn lung linh kia. Biết được bao lâu rồi? Đáp luôn nhé.